bị cháu là cứ tụt tao xuống lòng rồi. Cười à, để cười à. Cười đứa nha. Thank you.
nền tảng cho sự phát triển bền vững của BIDV. Tổ chức thành công ngày hội sáng tạo, ngày hội chuyển đổi số, triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông nội bộ, truyền thông chủ động trên đa dạng các nền tảng nhằm quảng bá rộng rãi hoạt động của BIDV. Tiếp tục chủ động tiên phong thực hiện trách nhiệm xã hội vì cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Trong năm 2022, BIDV đã thực hiện 117 chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị thực hiện gần 400 tỷ đồng, ưu tiên các lĩnh vực giáo dục, y tế, xây nhà cho người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, một số chương trình tiêu biểu như 1.100 căn nhà cho người nghèo, cam kết xây dựng 13 nhà cộng đồng chính phủ, tài trợ 330 hồ chứa nước ngọt theo chương trình nước ngọt cho cuộc sống xanh, tặng 65.000 phần quà Tết cho người nghèo, triển khai giải trẻ BIDV Run cho cuộc sống xanh, giải trẻ BIDV Run để ấm cho người nghèo. Với những thành quả đạt được, BIDV đã được ghi nhận với nhiều giải thưởng. Lần thứ 7 được vinh danh thương hiệu quốc gia. Dẫn đầu về trong số chấp nhận thanh toán 6 giai điệu sao quê, đặc biệt có những giải thưởng lần đầu tiên trao cho Việt Nam như Ngân hàng Quản lý Rủi ro Sáng tạo nhất. Năm 2023 đã đến với cơ hội thách thức đan xen. Đây cũng là năm bản lề thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh tổng thể đến năm 2025, tầm nhìn 2030 của hệ thống BIDV. Trên nền tảng vững chắc được tạo dựng bồi đắp suốt 65 năm qua, Đảng bộ và toàn hệ thống BIDV tiếp tục quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi chủ trương chính sách của Đảng, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Toàn thể 84 cán bộ công nhân viên của chi nhánh BIDV Thành Vinh chúc các bạn, các anh, các chị luôn khỏe mạnh, luôn sung sức. Và như là bác Dũng nói đó, là hàng năm mong ai cũng khám dự đầy đủ. Hôm nay thì rất tiếc là theo như trao đổi của bác Hùng á, thì hai bạn nguyên giám đốc không tham dự được, vì một phần thì cũng do lý do sức khỏe và một phần thì cũng do có công việc riêng, và thêm 6 người nữa không tham dự được thì cũng là rất tiếc. Thì chúc các bạn các anh các chị luôn dồi dào sức khỏe, gia đình thì thâm ấm, con cháu hạnh phúc. Và về địa phương thì các bạn cũng là thường xuyên tham gia vào các cái hoạt động của khối xóm để nhớ ơn những cán bộ đi trước. Và cái thứ hai nữa là một cơ hội để cho các bạn gặp gỡ nhau, trao đổi tâm tư, trò chuyện với nhau. Còn cái chỉ đạo hoạt động của hội thì cháu xin phép là không dám ạ. Chỉ nhảy thì được phép hỗ trợ cho các bạn hàng năm có những cái cuộc gặp gỡ như thế này, tức là tùy thời gian, có khi thì chúng ta họp gần Tết hoặc là có khi thì sau Tết, nhưng mà thông thường thì sau Tết là hay hơn, vì trước Tết là thường mọi người đều là bận, rất nhiều việc chung, việc riêng là rất là bận, cho nên là hôm trước thì cũng có đề nghị các bạn là đã gặp vào cái dịp sau Tết, sau Rằm, và tùy các bạn trao đổi với nhau là gặp gỡ trong năm, là gặp vào thời gian nào phù hợp thì là các bạn thống nhất với nhau, vậy là thông báo lại về cho phía chi nhánh để chi nhánh làm các cái công tác về mặt hậu cần và tạo các cái điều kiện để cho các bạn gặp gỡ nhau, trao đổi kinh nghiệm, rồi là rèn luyện thể dục thể thao với nhau để phục vụ cho cái công tác hoạt động của ngày tiếp theo nó tốt hơn. Và hàng năm thì báo cáo các bạn là chi nhánh thì cũng tham gia rất là tích cực vào các cái hoạt động an sinh xã hội, tức là cùng thực hiện theo cái chủ trương của hội tài chính là
tính cho anh thì có lại, và nhưng mà cũng phải nhớ tới cộng đồng, nhớ tới những cái người khó khăn nghèo khổ. Thì cho nên là đoàn thanh niên và công đoàn cũng rất tích cực, đặc biệt là hàng năm là tham gia, các bạn thấy là BIDV là hoạt động những cái giải chạy, giải chạy thì để vừa rèn luyện sức khỏe cho cán bộ nhân viên, và cái thứ hai nữa là đến mỗi km chạy thì được 1.000, 2.000, 3.000 đồng, là cái đó để tích lại dành cho người nghèo, là cho mái ấm người nghèo để xây dựng những cái nhà tình nghĩa này, rồi là xây dựng các cái trường học vùng cao, rồi là những cái gói quà hàng năm, là mỗi năm nó có 150-200 xuất quà cho người nghèo. Thì cái đấy là cán bộ của chi nhánh cũng thực hiện là rất là nhiệt tình. Cuối cùng là một lần nữa là chúc các bạn luôn khỏe, gia đình luôn hạnh phúc, luôn có những cái mái ấm tốt của các bạn, của con cháu các bạn. Xin cảm ơn các bạn. Oh, oh, oh.
Thôi trường có, trường trường có hội về ăn đi. Nâng ly, nâng ly. Rồi, anh em, anh chị em chúc cái cho nó quên đam mê. Chúc cái hố cái cho nó khí thế, hố cái cho nó khí thế. 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, vô. Tuyệt vời, xin chúc mừng. Thank you.
trước rồi là đi đâu mấy năm chơi với bọn ta thì đấy ngay cũng là một cảm giác liên quan tới cũng nhiều nó hơi nhất không rồi nó ra cái thứ để nó ra cái thứ riếu rồi vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.